Ban đầu là em xem video này là thu nhập là từ 3 đến 500, mà tức là mình chỉ nạp vào có 350.000 thôi. Đây thì sau khi nhắn tin thì họ gửi cho em cái đường link. Đầu đầu óc lúc đấy mụ mẫm rồi, không 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 biết cái gì nữa rồi. Chỉ biết là sao đi vay được để rút tiền vào thôi. Người phụ nữ này đã click vào xem và từ đây chị đã mất trắng số tiền gần 3 tỷ đồng chỉ vỏn vẹn cho vòng 5 ngày. Về nhà cái thời gian đấy em khổ lắm chị ạ. Nhà cửa thì coi như là mình cũng mất. Mà bây giờ thì anh em, chị em rồi là thế nọ thế kia bảo em đủ các kiểu. Đừng ai theo cái vết xe đổ của em nữa. Bởi vì là mình chỉ có lướt Facebook và Zalo rồi cuối cùng là mình mất trắng tài sản của mình. Nhà cửa thì tan nát. Đấy là họ đánh vào cái tâm trong sáng ngày 15 tháng 8 năm 2023, fanpage của Chi đoàn An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhận được trình báo của một nạn nhân nam trên địa bàn huyện Văn Lâm về việc bị lừa đảo mất số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bằng chiêu trò quen thuộc mời chào nạn nhân làm cộng tác viên online, chỉ trong vòng 2 ngày, nạn nhân đã sập bẫy. Thanh toán đơn hàng qua Lazada. Vì lúc ấy mà em cũng đi cuống rồi, nhưng mà thôi thì đành phải vay tiền để lột vào xong rồi làm cho nhanh xong rồi để rút tiền về. Dạ, dạ vâng. Nhưng mà không ngờ là đến lúc mình làm xong rồi, nó lại bảo là mình đi quá thời gian. Còn với chiêu trò giả danh là cán bộ cơ quan điều tra, đối tượng lừa đảo đã gọi điện cho một nạn nhân 37 tuổi tại huyện Ân Thi, nói chị có liên quan đến một vụ án rất nghiêm trọng. Chị đã làm theo yêu cầu của đối tượng. Hai ngày sau, chị mới phát hiện số tiền gần 2 tỷ đồng của mình trong tài khoản đều đã bị mất hết. Họ dọa nhiều thì cái tâm lý của mình mới bị mình nhập vào cái đường link của họ cho. Tài khoản của mình bị lấy vào không biết. Theo số liệu thống kê của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 66 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. Các cái đối tượng mà đánh vào lòng tham là tác động tâm lý đến người dân và mời chào tham gia các chương trình để thực hiện các cái nhiệm vụ và thu về cái lợi nhuận rất là cao cái trong cái thời gian ngắn. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, thời gian qua, cơ quan chức năng đã tích cực triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền cũng như khuyến cáo người dân luôn đề cao cảnh giác trước những chiêu trò của đối tượng lừa đảo qua không gian mạng. Lực lượng công an sẽ không bao giờ làm việc qua online, mà tất cả trong quá trình làm việc thì chúng tôi đều gửi giấy mời với triệu tập và trực tiếp là có cán bộ công an đến tận nơi để mời cái đương sự, mời người liên quan đến làm việc. Tuyệt đối là không mua bán, cho mượn giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, tài khoản cá nhân, tài khoản ngân hàng, là không tham gia làm cộng tác viên online khi không biết họ là ai. Và không tin vào những chiêu trò nhận thưởng qua mạng và không chuyển lột tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân, tổ chức nào khi chưa biết rõ họ là ai. Mà tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người khác và không truy cập vào các đường link gắn kèm cái nội dung tin nhắn lại.